Lại chào mọi người, mình là Long Minh. Hôm nay mình lại làm video review về một loại xương rồng, về hoa xương rồng. Loại này thường thì mọi người hay gọi là nô tô, nhưng mà cũng có thể tên là Faradia Conchinus. Loại này á là hoa vàng, mà loại này á thì không biết ở các miền thì sao, mà riêng ở Đà Nẵng mình thì mình trồng trên thân ghép ba cạnh, thì năm nào có nắng, nơi nào có nắng đều có hoa, rất phun hoa rất nhiều. Loại này mình thấy trồng dễ thấp ghép, nhưng mà hiện tại á thì 3 năm rồi thì mình trồng hoa rất nhiều, nhưng mình chưa bao giờ mình thụ được trái, thụ được hạt để gieo hạt. Nhưng hiện tại mình vẫn là trồng ở dạng là cây tháp. Mình thấy cây tháp là loại này hoa rất nhiều, phun hoa. Đó, hiện tại là mình đang cây của mình đang ở đây, mình trồng trên sân thượng nhà mình. Nắng nhiều và năm nào cũng đấy, thì cái đấy mùa nắng là cây ra phun hoa rất đẹp. Nếu mà nhà nào á, bạn nào á mà muốn chơi hoa á thì nên trồng loại này. Thì mình thấy hiện tại là loại này hoa rất đẹp, hoa vàng mà hoa nhiều, mà xuyên hoa nữa. Thì mỗi lần ra hoa là đến 5 đến 10 cái hoa. Hoa rất nhiều các bạn, hoa rất đẹp nữa. Thì mà dễ trồng nữa, loại này thì dễ trồng, chỉ cần che được tháp ghép mà đất trồng xuyên đồng thì các bạn biết rồi. Dễ dàng, chỉ cần tơi xốp thoáng nước và có nắng nhiều, chỉ cần tránh mưa là loại này hoa rất nhiều. Các bạn thấy cây nhà mình đấy, ba cây này Nam Môn là nhà mình đều rõ hoa hết trơn á, mà hoa thật đẹp nữa. Loại này thì nhiều nơi gọi là nô tô ca tết, nhưng mà cũng có nơi gọi là Faradia Conchinus. Các bạn thấy loại này nên các bạn mà muốn chơi hoa thì nên trồng loại này, là vì là thấy loại này dễ. Các bạn xem, mình là Long Minh, các bạn xem video thì nhớ like cho mình và bấm sub cho mình, và nếu có